Xin chào các bác nha. Em lên cho các bác một con 7GX này. Con này thì hình thức nói chung là còn khá là đẹp các bạn. Còn cơ bản là con nó là rất là đẹp đấy. Bát biếc này, trắng đẹp dã man luôn. Tép tiếc không bị bẹp tiếc gì cả. Có cái chân căng này này các bác này. Cái chân căng ấy thì là nó về nó bị gãy chân căng này này. Đấy, nó gãy hết cái chân căng này. Có mấy cái chân này nó gãy sạch. Đấy, thì họ có chấm cái gì đó đỏ đỏ hoài này. Này kiểu như màu với các bạn, cạo nó cũng hết này, nó kiểu như là cái màu hay là cái gì các bạn. Này bác nào mà khéo tay thì về có xử lý lại nhá, tại vì là không biết đây nó là cái màu hay là cái gì nó chấm vào nhìn mà nhìn nó đỏ đấy nhỉ. Màu là cái gì các bạn, kiểu kiểu như cái màu 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 của cái các bạn trẻ con mà vẽ ấy. Xong là kiểu quệt quệt vào đấy, nói chung là tóm lại thôi về các bác xử lý nhá cái này nhá, em bán giá rẻ luôn cho, tại vì nó cũng gãy chân căng mà không có căng đâu. Công suất của nó là 70W các bác nhá, công suất 70 trở kháng là 4 ohm cầu kẹp này đấy. Hình thức thì con nói chung là con này là còn đẹp, hình thức thì cơ bản của nó là không bị bong chóc thì nó ok rồi, cái chân căng này thì về các bác có xử lý lại xử lý thôi thôi, nhưng nó chả có vấn đề gì đâu các bạn, không hề có vấn đề gì đấy. Trên này nó hai cái tem mã vạch mã vèo. Đấy, về các bác để nguyên để không để thì bóc nhá, tem tiếng Nhật. Bát của dòng này thì nó là bát 13 các bác nhá, bát 13. Đấy, màng của nó là màng sợi tổng hợp. Đấy, gân cao su, tép chép đom, dòng nó lụa rất là mềm. Cặp này thì ok thôi, cuối năm rồi các bác nhá. Bình thường như em nhà em đang bán nó khoảng là hơn 1 triệu, nhưng mà thôi cuối năm rồi. Em xả rẻ luôn được các bác còn 700. Thế cho nó nhanh. Đấy, bác nào mà thích loa thì alo cho em. Có 700 nghìn thôi các bạn, siêu rẻ luôn. Đây các bác này. Đấy, chiều cao của nó rơi khoảng là 26.5 nhá. Đây nó khoảng là 26.5. Đấy, còn chiều rộng này nó rơi khoảng là 15 chấm gọi là 16 ấy. Nếu mà tính theo thước nó khoảng 16 đấy. Và chiều sâu nó khoảng là 23.5. Bát thì là bát tiêu chuẩn rồi, nó là bát 13. Đấy. Ok, rồi, nếu bác nào mà chốt con này thì alo cho em nhá. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Một trong hai số thì các bác có thể gọi cho em số nào cũng được, hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng để lấy hàng nhá. Đấy. 700 nghìn thôi các bạn, rẻ bèo luôn. Bác nào chốt alo cho em. Ngày xưa bán những cái dòng này bán toàn hơn 1 triệu rồi các bạn. Đấy, cuối năm em xả rẻ luôn. Rồi, xin chào các bác nhá. Và hẹn các bác tại video tiếp theo bên em nhá.